Xin chào tất cả các quý vị khách hàng. Hôm nay đến với An Vi thì có MC Hồng Phúc. Hôm nay có hai chị em thì đang muốn chia sẻ một cái vấn đề, đó là với nam giới ở độ tuổi U50 thì chúng ta có bị lão hóa da giống như chị em phụ nữ hay không? Thưa Phúc, không biết là em là một cái người làm trong ngành nghệ thuật, đối với các MC thì làn da chắc chắn là rất quan trọng đúng không ạ? Chính xác là như thế. Và em có thường xuyên chăm sóc làn da hay không? Thật ra thường xuyên chăm sóc thì từ khi tới với NV em mới chăm sóc, chứ trước đây thì em không có biết đâu. Tức là các bạn nói là năm nay thì em 43 tuổi, năm trước đó thì 23 năm về trước là 2000 em vào đài. Thì những tấm hình mà xưa mọi người sẽ coi là em sẽ xem lên cho mọi người coi thì rất là già, xấu, nhăn nheo, mà thậm chí là nhìn là không có. Bây giờ mọi người kêu em bị lão hóa ngược ấy. Đó là khi mà em chăm sóc được vài năm ở thẩm mỹ viện NV thì em thấy rõ là cái tình trạng da em cải thiện rất là rõ. Và sau từ 30, 40 thì bắt đầu là nó nhăn nheo và chảy xệ, nhưng thực ra em đã bị nhăn nheo chảy xệ từ trước đó rồi. Tức là do em thức khuya, uống rượu bia này, hút thuốc và các cái hoạt động có nghĩa là không có lợi cho mình, đó là tiêu cực đấy, thì nó ảnh hưởng tới da của mình. Và em nghĩ là không chỉ phụ nữ đâu mà đàn ông cũng sẽ bị lão hóa da khi mà bắt đầu bước vào cái độ tuổi trung niên như em. Đúng rồi. Thưa các anh nam giới ạ, thực chất ra thì đối với làn da nam giới thì khỏe hơn phụ nữ rất nhiều. Khoảng từ 25 tuổi trở đi thì dù là nam hay nữ thì lượng collagen ở dưới da cũng sẽ bị suy giảm. Tuy nhiên thì với các nam giới nó sẽ chậm hơn phụ nữ phải từ 5 cho tới 10 năm. Đó, chậm hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà các anh thì lại tàn phá làn da của mình. Đúng không ạ? Giống như là Hồng Phúc cũng nói rồi ạ, hút thuốc lá này, rượu bia này, thức khuya này, đấy là những cái chuyện rất thường xuyên của đấng mày râu, và đó lại là những cái yếu tố mà tàn phá làn da. Cho dù là các anh có thể nghĩ rằng là tôi khỏe như vậy, tôi mạnh mẽ như vậy thì chắc hẳn tôi sẽ trẻ hơn vợ tôi rất là nhiều, nhưng không phải ạ. Cho dù đấy là lý thuyết thôi, nhưng nếu như anh để ý thì các chị em phụ nữ hiện nay chăm sóc da rất kỹ lưỡng, các chị rất chịu khó, chính vì vậy là làn da của phụ nữ hiện nay cũng trẻ hơn rất là nhiều. Vậy thì các anh cũng cần phải chăm sóc cho làn da của mình đúng không? Và chị cũng nghĩ rằng là sẽ nhiều anh là băn khoăn ở vấn đề là liệu nếu tôi là nam giới mà đi chăm sóc da rồi đi làm đẹp thì có yếu hơn không? Trông nó có vẻ kiểu nữ tính quá hay không? Thì không biết là em thì có bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ đó, hay là mọi người khác khi nhìn thấy em thì cũng có thể là có những cái bàn tán về việc đó hay không? Em nghĩ là đi mà không kiếm tiền đem được tiền về cho vợ mới yếu đi đấy. Tại vì là cái công việc của em thì lại cần lên hình là phải đẹp, phải tươi tắn, phải nói chung lúc nào cũng trẻ trung, dồi dào, giống như chị nói là chị không đoán được tuổi của em. Nhưng mà vấn đề là em thấy là không chỉ đàn ông Việt Nam đâu, mà đàn ông nước ngoài như là Hàn Quốc hay Thái Lan họ đều chăm sóc, họ thậm chí là họ mua mỹ phẩm rất là nhiều, có rất là nhiều loại mỹ phẩm, mà bây giờ là nam lại chăm sóc làm đẹp nhiều hơn. Mà nếu như họ không phải trong nghệ thuật, cái họ kinh doanh ở ngoài thì họ cần cái diện mạo sẽ tươi tỉnh, thì khi mà chị có thần thái tốt thì chị sẽ có nhiều cái khách hàng, chị có nhiều cái hợp đồng hơn, và chị sẽ đem tiền về cho vợ nhiều hơn. Thì em nghĩ đấy mới là cái sợ. Còn thực ra bây giờ khi mà đã làm đẹp thì nó sẽ nhu cầu nó rất là phổ biến, và không chỉ nữ đâu, nam em nghĩ cũng nên làm đẹp, và làm đẹp thì để cho chúng ta sẽ tốt hơn trong công việc và ngoại giao nó tốt hơn. Các anh nam giới mà hôm nay có xem được video này thì cũng hy vọng rằng là nếu như anh nào mà còn chưa nghĩ rằng là chăm sóc da là cũng quan trọng đối với bản thân mình thì có thể thay đổi suy nghĩ đôi chút, và chúng ta cũng hãy cố gắng là gì ạ, duy trì được cái năng lượng tốt cho bản thân đúng không? Trong đó thì cái thần thái của khuôn mặt này, rồi vóc dáng của mình này, sức khỏe của mình này, đó tất cả là những yếu tố mà giúp cho chúng ta có được một cái phong thái đĩnh đạc, một cái phong thái tự tin hơn. Và hy vọng rằng là trong cái video hôm nay, Hương và Hồng Phúc sẽ cũng có thể gọi là truyền thêm một chút động lực cho các anh em đang có nhu cầu làm đẹp thì có thêm động lực, quyết tâm và chăm sóc để làm sao luôn luôn được trẻ trung giống như MC Hồng Phúc. Em thấy là trong những năm gần đây ấy, chị, thì cái việc làm đẹp ấy, họ lại chọn ở Việt Nam. Những cái cơ sở uy tín như NV này này họ làm rất là nhiều. Ngày xưa thì họ đi nước ngoài, nhưng bây giờ thì họ lại chọn những cái cơ, tại vì Việt Nam mà bây giờ là chất lượng em thấy nhiều lắm, công nghệ giống như chị update để cập nhật liên tục, cũng nghĩa là mọi người thấy là khi em tới đây em đẹp hơn, em rõ ràng em hình ảnh em thay đổi khác hơn, và cũng không có phải phẫu thuật thiết gì nhiều, chỉ là chăm sóc da thôi. Còn đương nhiên là nếu mà có những cái phẫu thuật khác thì em thấy là còn đẹp nữa, tại vì các chị nữ tới đây, là bạn bè em tới, là ví dụ làm mũi làm gì thì mọi người nó khen đẹp lắm, mà tự nhiên là lại là một cái nơi mà uy tín ở ở Việt Nam mình cũng như ở Hà Nội.││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 
Cho nên em nghĩ là chắc chị cũng phải chia sẻ điều này với mọi người khi mọi người cần đi làm đẹp ở đâu ở Việt Nam mình. Như Phúc đã từng đến đây để trải nghiệm các dịch vụ ở đây thì Phúc cũng có thể thấy được là ở bên Anvi cũng như là có một số các cơ sở thẩm mỹ tại Việt Nam nói chung thì cập nhật về công nghệ có lẽ là không hề thua kém các nước tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Thì những thiết bị như là laser, nâng cơ nào mà hiện đại nhất hiện nay thì tại thị trường Việt Nam và tại Anvi thì đều có, đều có bất kể một cái thiết bị công nghệ cao nào. Thế cho nên là cái việc mà các bạn đến với các phòng khám tại Việt Nam á, các cơ sở thẩm mỹ tại Việt Nam thì tiết kiệm được rất nhiều chi phí từ cái việc mà chúng ta phải đi lại, nếu mà chúng ta phải ra nước ngoài đúng không ạ, thế ăn ở, chi phí đi lại, chưa kể về các chi phí mà thực hiện tại các bệnh viện thẩm mỹ tại nước ngoài thì Phúc đã đi thì biết là rất là đắt đúng không ạ. Ví dụ như là một cái kỹ thuật như là laser ở nước ngoài thôi, có khi chúng ta đốt một cái nốt ruồi thôi có khi cũng phải mất khoảng $100 trở lên. Đúng không ạ? Thế nhưng ở Việt Nam thì có khi là $100 đấy thì chúng ta có thể phục vụ làm sáng ra cả toàn gương mặt đấy. Thế hoặc là ví dụ như là điển hình nhất là một cái kỹ thuật như là tái cấu trúc mi mắt dưới R20. Đấy là cái kỹ thuật mà Phúc đã từng được biết cho qua cái chương trình Transfer Light tại Hàn Quốc đúng không ạ? Thì một cái kỹ thuật đấy khi mà các bạn đi ra nước ngoài thì có thể phải lên tới khoảng $8,000. Thế nhưng ở Việt Nam thì chi phí của chúng ta nó sẽ rẻ hơn chỉ có một phần mấy so với chi phí đó. Thế nhưng mà ở tại như tại Anvi của bên chị thì các bác sĩ cũng đã cập nhật những cái kỹ thuật mới nhất đó tại Việt Nam và giúp cho khách hàng có sự thay đổi với một chi phí vô cùng hợp lý. Đấy. Thế và hôm nay thì chị cũng muốn mời Phúc để trải nghiệm một cái công nghệ mới tại Anvi. Đây là một cái thiết bị máy sử dụng sóng cao tần kép, bao gồm cả hai phu sóng ngắn cộng với cả kỹ thuật Thermax đơn cực, giúp cho cái khuôn mặt làn da của mình ở độ tuổi U50 của Phúc nhưng mà sẽ được trẻ hóa, tăng sinh lại toàn bộ hệ thống collagen dưới da. Cái việc đó sẽ giúp cho da mình nó được săn chắc và đồng thời là xóa những cái nếp nhăn ở trên vùng mặt của mình, và kể cả với những cái vùng da của Phúc mà như là lỗ chân lông của em và những cái sẹo rỗ ấy, thì nó luôn luôn săn lại. Nó không có bị rão ra thì như vậy là mặt mình sẽ rất là săn. Cũng như là em sẽ thấy là những cái đường viền trên khuôn mặt của mình nó sẽ lifting, nâng lên để giúp cho mặt mình nó được săn chắc. Thì cái đó sẽ là những cái mà giúp cho hình ảnh của em khi, đặc biệt là khi lên hình, cái khuôn mặt mà nó có khối đấy đúng không, có đường nét thì sẽ rất là lợi hình. Đấy. Thì hôm nay chị sẽ mời Phúc để trải nghiệm một cái kỹ thuật mới và hy vọng rằng đây sẽ là một cái phương pháp làm đẹp cực kỳ nhẹ nhàng ạ. Khi làm thì vô cùng nhẹ nhàng, làm xong cái là da đẹp luôn, bóng luôn đó, và cũng không mất nhiều thời gian của quý vị. Thì các anh nam giới thì chỉ lo nhất là gì, là sợ là mọi người biết là mình đi làm gì này, mất nhiều thời gian này đó. Thế nhưng mà đây là những cái phương pháp làm đẹp rất hiệu quả, thế nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái việc sinh hoạt của các anh, chỉ cho các anh gì đẹp hơn thôi, đẹp trai hơn, da đẹp hơn, hấp dẫn hơn đó. Thì hy vọng rằng là hôm nay sẽ là một cái trải nghiệm tuyệt vời của MC Hồng Phúc. Và MC Hồng Phúc cũng một lát nữa khi trải nghiệm thì sẽ cho các bạn được hiểu được cái cảm nhận của MC Hồng Phúc khi mà đã được thực hiện một cái kỹ thuật đó tại phòng khám Anvi. Quý vị nhớ nha, địa chỉ của chúng tôi là 19 Ngõ Huế, Hà Nội, và số hotline chúng là 0981119011. Sẽ có những cái ưu đãi tốt nhất, đặc biệt cho những quý ông muốn có một cái làn da đẹp và trẻ như Phúc vậy ạ. Và hẹn gặp lại quý vị tại NV nha. Còn giờ Phúc vào làm đẹp đây. Xin chào.